cập nhật tình hình là mình đang ngồi trong sân. Mình cảm thấy bình thường. Taylor Swift chỉ là một cái tên. Mọi người, lại là mình đây và mình không biết mở đầu nó như thế nào, nhưng mà đây có thể là chiếc video đầu tiên hoặc là chiếc video đã từ lâu lắm rồi vẫn không xem được xem từ mình ở trên cái kênh YouTube này. Và đây là khi mà những ngày gần kề mà mình chuẩn bị có một cái chuyến đi rất là đặc biệt đấy, và trước khi đi mình phải căn dặn với con gái của mình một số việc. Bây giờ nha, ba đi Singapore 3 ngày, con ở nhà thì con tự trộn pate ăn, hiểu chưa? Hello mọi người, bây giờ thì đang là 7:30 sáng theo giờ Incheon. Thì mình đang ở Incheon, sân cảng hơi hốt đấy. À, mình chả cảm thấy một cái gì cả. Bay của mình thì sẽ bắt đầu vào lúc 10:30 và theo lịch trình thì tối nay mình sẽ đáp cánh ở Singapore. Ok. Và anyway, mong là mọi thứ sẽ suôn sẻ. Thật là lo lắng. Oh my god. Singapore를 달러로 환전하고 싶은데요. 200.000 won đổi được 190 đô la Singapore thôi. Đợt di chuyển lần này thì mình chọn bay của Vietnam Airlines, và tất nhiên nếu mà bay của Vietnam Airlines thì chắc chắn phải có một chặng dừng ở Việt Nam. Và mình phải đi 2 chặng đến thành phố Hồ Chí Minh, rồi sau đấy từ thành phố Hồ Chí Minh đến Singapore. Mọi người, mình cập nhật tình hình là mình đã đến Changi. Và một cái điều bất ngờ đầu tiên nó đập vào mặt mình, đó chính là Changi họ dùng thảm chứ không dùng gạch. Oh my god, crazy rich Asian. Don't look, don't look down. We're dancing over shrinking town. Just meet me here at some. Okay. Em tên gì ạ? Ôi, hai lần feel less rồi đấy. Em tên Khánh. Anh tên gì ạ? Cái đầu tiên đi ạ. My god. Okay, slay, slay. Okay. Oh, hóa ra đây là cái phòng. Mặt cam góc siêu rộng lên. Ê, tôi cứ tưởng là ở đây sẽ có một cái. Chính xác. Không có. Thế nào cái giường này? Có đèn nữa. Wow. Cũng ổn chứ. Cũng được. Cũng được, thôi. We're in Singapore. Đây mình sẽ đến đâu đó ở dưới này để xem mình bắt. Google Map gì đây, đây kinh nghiệm 3 năm tàu điện ngầm. Ok. Đây chắc chắn đoạn này ra downtown này, ra thăm một vòng lên ra downtown này, thấy không? Để đi cái hướng này từ Buddhist đi tìm ra Promenade. 2, 3, 4, 5, 6 đến Chinatown. Đây đây đây. Wow. Và được rồi. Thì mình nằm đây mình liếm thử ra cái sàn nó có cái hạt bụi nào vương không? Hiệp Hoàng thử đi, Hiệp Hoàng. Hiệp Hoàng thử đi. Hiệp Hoàng có điều gì nhắn nhủ với Hà Nội không? I will eat Hà Nội. Ui, thật luôn này. Thank you.
nay cũng đã quá là dài với mình rồi, nên là đã đến lúc phải về đi ngủ thôi. Ta-da, mình đã ngủ dậy vào đây. Và tất nhiên là mọi người sẽ phải xem tiếp cái video này để xem mình nghịch cái gì ở cái đất nước này. Chứ thật ra sáng ngủ dậy là cũng bị gãy miếng nha, bẻ làm đôi, bạch. Coconut milk tea. Let me check it. Vị nó rất là dừa. Đang dừa cái bụng tôi. Tôi Hoàng gọi gì vậy? Soft lemon. Soft lemon? Yeah. It's tea? Yeah, or it's just tea. Tea? Soft lemon. No, soft lemon tea? Oh, no, just soft lemon. Lemon juice? You know, but you know. How's it taste? It tastes like umami in a drink. Oh, sweetie. Bọn mình đã gặp được con sư tử trong truyền thuyết rồi đây. Oh my god. Yeah yeah yeah. Đây là cái nơi mà tất cả mọi người đều nên phải đi qua khi mà đến Singapore đúng không? À, có rất là đông người ở đây. Mình còn chụp đằng phía sau con sư tử trông rất là kỳ quặc. Và đây là các em bé cấp 2. Các bé rất là thông minh, rất là vui vẻ. Nhưng mà không có vé của Taylor Swift. Thật buồn, thương các bé quá. Hơi tâm linh một tí, nhưng mà mình sinh vào cái năm mệnh mộc. Và khi đến Singapore ấy, là cái vùng mà thời tiết cận xích đạo nhiệt đới ẩm. Và mình rất là thích cái điều này. Bởi vì sao? Mưa liên tục thường xuyên thì cây cối sẽ phát triển rất là nhiều. Mà phát triển thì thân cây sẽ ở đây và phụ trợ cho phù hộ cho mình, ban cho mình những cái điều gọi là phước lành, những cái điều tốt đẹp. Và mình mong rằng là năm nay sẽ thật là suôn sẻ. Yeah, I love you thần cây. Bỉ ngạn đỏ, burning red. She went away on Christmas Day.
khác này cũng phải tới. Chúng tôi sẽ đi ra sân vận động. Wow, this is my look. Đó, mọi người thấy không? Mình số 22, xong rồi mình còn viết cả Burning Red ở đây nữa. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Xong có cả cái chữ ký Taylor. Ok, vì là năm nay là năm 22 tuổi của mình, nên là mình sẽ chọn cái outfit red. Red tour, ok. Red, Burning Red. Và mình sẽ phải kết thúc cái video này ở đây thôi, bởi vì là mình muốn rằng cái trải nghiệm để đến gặp Taylor Swift nó là một cái gì đó nó đặc biệt hơn. Nên là mình sẽ kết lại cái câu chuyện về Singapore ở đây. Đây là một đất nước đối với mình thì ban đầu mình sẽ không có dự định rằng là mình đến Singapore nếu như không có cái sự kiện này xảy ra. Mình sẽ không nghĩ rằng là có một đất nước nó tuyệt vời như thế này. Nên rằng là đây cũng là một cái duyên rất là hay ho để chúng ta có thể có những cái trải nghiệm mới. Và mình yêu Singapore và mình nghĩ mình sẽ quay trở lại đây thêm lần thứ N. Mình không biết nữa, khá là vui đấy. Yay.